À, vâng, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5 tép ạ. Hôm nay bên cửa hàng em xin giới thiệu các bác một cái lô loa cực kỳ là cao cấp, trong phân khúc là siêu cao cấp luôn. Loa có tên là VKH, một cái thương hiệu của hãng CIF, tức là một anh em song sinh của hãng của loa CIF. Thì trước đây cách đây khoảng một tuần thì bên em cả đã lên sóng một cái lô CIF cái heo, giá bán là 12 triệu. Thì hôm nay tiếp tục lại là về là một cái người anh em song sinh của nó là VKH cái heo, và đặc biệt điểm này là dòng cao cấp hơn nữa, rằng là đây là loa bát neo này, các bác thấy cái bát không? Thì trước khi đi chi tiết cái dòng loa này thì em cũng nói luôn về cái thương hiệu của nó, VKH. VKH là một trong những người anh song sinh, người anh em song sinh, hoặc là một cái thương hiệu của công ty CIF đấy. Nó giống như là chúng ta thấy một cái số thương hiệu khác giống như 3G và B3, nó là một thương hiệu. Theta và TNZSA nó cũng là một thương hiệu. Nói chung là trên thị trường chúng ta rất dễ gặp rất nhiều. Hoặc là chúng ta để ý rằng là cái Melo, Melo và RCF nó cũng là một của một công ty. Đấy, tức là nó rất nhiều những công ty mà nó có hai thương hiệu khác nhau. Cho nên mà cái điều này là chúng ta sẽ biết rằng là CIF và VKH đó là hai thương hiệu của một công ty. Một số bác có thể là nói rằng là hàng VKH đặt hàng của CIF cũng đúng. Thực ra thì nó là một công ty, nó đều là một thương hiệu của một công ty, và nó sẽ có nhà máy chung, đặt hàng cũng được, mà nói chung là nó là công ty mẹ cũng đúng. Nó là như thế. Thì đó là nói về thương hiệu. Cho nên mà các bác biết rằng là thương hiệu thì CIF là một công ty của Mỹ rồi. Hàng phải nói là cao cấp, trong phân khúc cao cấp. Riêng cái loa cái heo mà bát thường ấy, bát thường và tép thường vừa rồi em bán đã 12 triệu rồi. Dòng này thì bát neo luôn các bác nhá. Và giá nó sẽ cao hơn một chút là 13 triệu. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết luôn cái dòng này cho các bác xem nhé. Thứ nhất, đây là về thiết kế của loa. Loa thì thiết kế kiểu phía trước của nó là được ECAM bằng sắt và được bọc bằng một cái lớp vải để ngăn bụi vào trong. Nhìn rất chi là đẹp. Cái logo VKH thì đây, logo này. Được gắn ở giữa và nằm ở góc phía dưới. Logo này là bằng kim loại, đúc nguyên khối luôn nha các bác nhá, đúc nguyên khối chứ không phải là dòng nhựa hoặc là ấy. Đấy, bằng kim loại mà được mạ chrome ở ngoài cực kỳ là đẹp. Nói chung là nhìn logo rất chi là đẹp và đẳng cấp. Phía cạnh trên và miếp dưới của nó được bọc một cái lớp mà nhôm. Đây, chúng ta có một cái viên bằng nhôm. Nó cũng có một cái gì đó nó tương đồng với cái dòng loa CIF cái heo vừa rồi mới ra, nó cũng có một cái viền nhôm nó chạy, nhưng mà cái dòng CIF thì viền nhôm nó chạy bên hông và nó chạy vòng lại sau, còn cái này lại chạy phía trước. Thì nó cái viền này nó đảm bảo cho chúng ta được rằng là cái miếp này chúng ta vận chuyển nó không có bị xuất vỏ, mà nhìn nó có một cái điểm nhấn khá là bắt mắt, đẹp mắt ở phía trước của cái loa này. Đấy, chúng ta thấy là rất chi là đẹp và đẳng cấp. Đấy. Thùng loa thì được sơn sần màu trắng các bác nhá. Đấy, sơn sần màu trắng. Đấy. Toàn bộ là những con ốc này, thì ốc này là ốc không phải là bằng em xem nào, có phải bằng inox không? Ốc là bằng inox luôn các bác nhá. Đấy, từng con ốc bát này bằng inox luôn. Nó không hề có dấu hiệu, không phải mạ mà bằng inox luôn đấy. Đấy, chúng ta thấy không có bị rỉ sét con nào ạ. Đấy, em nhìn là không bị rỉ. Đấy, rất chi là đẹp và sáng bóng, chúng ta thấy đấy này. Độ mịn rất chi là cao, ốc đẹp, ốc xịn luôn. Ốc bằng inox luôn. Đấy. Chứ không phải là ốc mạ giống như một số hàng khác các bác nhá. Đấy, thùng này thì cái thùng này thì kiểu thiết kế như thế này thì các bác thấy thế nào? Riêng quan điểm của em thì khi mà em nhìn thấy cái thùng này thì em sẽ rút ra một số cái theo kinh nghiệm của em chưa thèm chất âm, nhưng mà nhìn em biết, thứ nhất là thùng của nó rất sâu, sau nó tầm 50 phân. Sâu và rộng, bề rộng của nó là tầm 40 phân. Cái kiểu thiết kế thùng cân thế này thì cái tiếng bát của nó rất chi là sâu và hay các bác. Đấy, rất chi là sâu. Kết hợp với lại lỗ thông hơi nó nằm phía trước đây. Lỗ thông hơi nằm hai bên phía trước. Thì khi mà chúng ta tiếp xúc cái loa này thì chúng ta đánh ở trong gia đình thì rất chi là tuyệt vời. Tại vì sao? Trong gia đình chúng ta có thể là không cần dùng súc, nhưng mà tiếng vẫn rất đầy và bát rất sâu. Nó khác, không khác với lại một số dòng loa bát neo khác. Thường thường những cái dòng loa bát neo thì là cái tiếng bát nó không được sâu giống như là loa thường. Lời nó thì rất chi là hay, tuyệt vời, siêu hay luôn. Tuy nhiên là tiếng bát của dòng bát neo thì nó không được sâu, nhưng mà tuy nhiên cái loa này theo công bố của nhà sản xuất thì nó đánh được xuống đến mại giải tần nó là 40 hạt, thì là nó phải, tức là nó vượt qua rất nhiều những cái dòng tên tuổi khác ở trên thị trường hiện nay.
bình thường ví dụ như chúng ta thấy là gân vải từ thường nó chỉ đánh được tầm khoảng là 50 trên 50 40 hạt, nó phải tương đương với lại súc. Ngay chúng ta biết là 40 hạt là nó đánh đã xuống sâu, và cái tiếng bát nó xuống sâu đến mãi là tương đương với là súc rồi. Tức là cái loa này là tiếng bát cực kỳ là ok. Đấy. Các bác nhá. Thì thậm chí là chúng ta để ý là chỉ những cái dòng loa mà gần gần mút thì nó gần mút mà loa loại loa xịn thì nó mới đánh được xuống đến 40 hạt, còn đâu là tầm 45 hạt. Còn dưới 40 hạt này thực tế là những cái dòng loa KTV này em chưa thấy loa nào đánh được xuống dưới 40 hạt cả. Thấy các bác hiểu không? 40 hạt là có lẽ là thấp nhất rồi đối với dòng loa karaoke. Dòng loa karaoke KTV trừ những cái dòng nghe nhạc thì nó có thể xuống đến 20 hạt, nó có thể xuống sâu hơn được nữa. Thì có những cái dòng loa đó đắt tiền thì nó đánh xuống sâu hơn được nữa. Nhưng đối với dòng loa full do mà dành cho thị trường karaoke hay là em nói là loa KTV thì 40 hạt đó là một cái con số cực kỳ là khó xuống được, em khẳng định luôn, rất chi là khó để đánh được. Đấy. À, trên trong cái quãng làm nghề của em thì em mới thấy được có bác của RCF là nó đánh xuống được đến 42 hạt. Còn riêng con này nó đánh được xuống đến 40 hạt là tiếng bát rất chi là xuống sâu các bác nhá, sâu và mềm. Đấy, đó là cái chia sẻ của em. Thì đó là cái loa này thì mới về chiều nay thì em cũng chưa test, nhưng mà khi mà em đọc cái thông số của nhà sản xuất ra thì em thấy là loa này tiếng cực kỳ là hay rồi. Nên chúng ta không phải yên tâm, và sau video này em sẽ test luôn, có cái video test cái loa này cho các bác xem. Về phía sau chạm loa đây, phía sau chạm loa của nó thì chúng ta thấy rằng là nó có cái lỗ để chúng ta cầm ở đây, cầm sách. Chúng ta thấy rằng con ốc của nó đúng là ốc bằng inox luôn, nó bằng inox luôn mà không hề cái nào bị rỉ sét các bác thấy. Đấy. Inox xịn luôn đấy, không phải inox đều đâu. Cũng có một số dòng loa chúng ta để ý rằng có một số dòng loa mà nó màu trắng, nó cũng con ốc này nhưng mà nó mạ kém hơn, nó dễ nó bị rỉ sét. Nhưng mà ốc này là ốc xịn, không hề rỉ sét, bằng inox luôn đấy. Đây. Biểu tượng cái heo là một trong những cái biểu tượng mà nói lên cái cao cấp của dòng loa này. Cao cấp của dòng loa này. Model là PD12. Đấy. Độ nhạy là 99 decibel watt trên mét. Độ nhạy này thì thế nào các bác? Khá là cao, phải nói là cao. Không phải là độ nhạy trung bình. Nó cao hơn trung bình khá là nhiều. Chúng ta để ý là nó chỉ bình thường giống như loa chúng ta chỉ tầm 95, 97, con này lên 99 decibel. Cái độ nhạy cao này thì nó đảm bảo chúng ta những cái thông số gì? Thứ nhất là nó sẽ ít ăn công suất hơn. Thứ hai là cái độ chi tiết của âm thanh nó ra nó sẽ cao hơn. Đấy. Và độ nhạy cao thì không, tức là để cái công suất nó yếu một chút nó vẫn đánh ok. Công suất làm việc của nó RMS đây. RMS đây là 400W. Khá là cao. Bát neo thì nó phải tầm này rồi. Nếu như bát thường của nó thì nó rơi vào tầm 300W, 350W, nhưng mà bát neo này nó phải tầm lên 400W tiêu chuẩn. Tối đa là 1600W, kháng trợ 8V. Đây. Cái tần số hoạt động em nói là 40 hạt đến 20k cái tần số này. Và trên loa này thì nó sản xuất năm 2020 tháng 9 năm 2014 các bác nhá. Đây. Đây. 20 tháng 9 năm 2014. Đấy. Chúng ta cái từ cái chạm loa thế này nó cũng đặc trưng của hãng RCF luôn. Thứ nhất là làm bằng nhôm, từ những cái tem mã vạch này, tem mã số seri này, tem ngày sản xuất này, nó đều đặc trưng của hãng RCF, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Các bác có thể là vừa rồi là quay lại cái video trước đây khoảng 3-4 video của em đăng cái loa cái heo, xem cái chạm loa y chang thế này luôn, thậm chí phần tần nó cũng giống, nó đặc trưng giống như của B3 đó, từ cái số ký hiệu số seri đến cái tem nhãn hoặc là cái chạm loa, từ cái này cái đây có cái tem 7 màu này. Cái tem 7 màu này nó cũng đấy. Đấy, trong cái đặc trưng của hãng RCF thì cái tem này chúng ta thấy này. Tem này tem 7 màu. Đấy, in hình con cá heo nằm đấy, nằm đây. Tem này giống kiểu tem chống hàng giả ấy. QC pass QC02. Đây là cái tem chứng chỉ xuất xưởng. Đấy. Chúng ta đánh cái này là đánh tiêu chuẩn, đánh cái này sang bên này là đánh lời tốt hơn. Đánh lấy lời, làm center, làm loa lời. Đây, bây giờ em sẽ quay phần nội thất cho các bác xem nhé. Đây, cái điều mà em muốn giới thiệu kỹ nhất và sâu nhất cho các bác đây là chiếc bát loa. Bát loa của nó thì bát neo.
Bát Neo có cái tên model là 12NDL768, côn 76. Đấy, côn 76. Đây có cái tem VKH. Cái bát này thì nó là bát 4 ôm các bác ạ. Đây. VKH. Đấy. Bát này là bát 4 ôm. 4 ôm nhưng tại sao lại lo lại là 8 ôm? Tại vì nó qua phân tần nó sẽ có thêm kháng trở nên các bác ạ. Cho nên mà loa vẫn là loa 8 ôm, nhưng mà bát thì bát riêng đây, loa bát này là bát 4 ôm. Trên bát này nó đều có số series, các bác thấy có số series đầy đủ như này hết. Đấy. Số series. Nhìn các cái chạm loa, gân loa và tất cả mọi thông số của nó thì hàng zin nguyên bản nó rất chi là cao cấp. Đấy. Thấy là từ cái dâu loa này, dâu nó đều được bọc phủ cách điện cực kỳ là xịn, mà dâu này dâu mềm. Đấy, chúng ta thấy rất chi là chắc chắn. Đấy, chúng ta thấy kiểu cổ loa này. Bật flash đây, đồng quay cận bảnh cho bác xem đây, dầu loa rốn loa cực kỳ là xịn đẹp lắm. Các bạn thấy cái bát đúng là bát Neo, đây là đỉnh cao của công nghệ của khác, thực sự là chất lượng kinh khủng. Như hôm trước em đã nói là từ Neo nó sẽ là tương lai của cái dòng loa về sân khấu, loa KTV, tại vì là nó hiệu suất rất cao, hiệu suất cao và thứ hai nữa là tiếng nó hay. Đối với những dòng bát Neo thì đánh tiếng rất chi là sáng, đánh hay, cái độ phủ của tiếng nó cực kỳ là rộng. Các bác để ý rằng bây giờ loa công nghệ mới thì nó chỉ cần một cặp ray Neo, mấy quả bát Neo thôi, nó có thể đánh được cả ngàn khách đấy, cả ngàn khách. Công thứ nhất là vì sao, công suất nó lớn, thứ hai hiệu suất nó cao, và thứ ba là cái tiếng nó rất rộng. Đấy. Loa Neo tiếng nó cực kỳ là rộng, chúng ta có thể đứng cách xa rất xa chúng ta vẫn nghe được cái tiếng của nó rất là rõ. Đó là cái đặc trưng của bát Neo. Đấy. Mà bát Neo thì nhỏ gọn gọn nhẹ nhưng mà lại hay. Tại vì như chúng ta biết là 500 Neo thì trong này nó chỉ có một chút cái 500 đấy, chút xíu ở trong này thôi, chứ còn xung quanh đây này là cái vỏ bọc đấy. 500 Neo đó là một cái dạng 500, mà 500 công nghệ lại từ tính siêu cao, cực cao luôn đấy. Nó là hay, chúng ta gọi là 500 đất hiếm ấy. 500 này thì là rất chỉ là đắt tiền, đắt tiền mà khó chế tạo đấy. Nhưng mà tuy nhiên là cái từ tính nó rất cao, khi mà từ tính nó cao này, lúc khi mà cái công suất của loa nó càng hay mà nó càng càng tốt. Nếu như bình thường chúng ta những cái loa thường, loa mà dùng 500 thường, nếu chúng ta có thể làm mở nó mở lớn, mở quá công suất của nó đi, thì nó sẽ sinh ra cái trường hợp là nó bị vỡ tiếng hoặc là méo tiếng đấy. Nhưng mà đối với những cái dòng loa bát Neo, chúng ta mở tiếng căng lên nó vẫn rất chi là tròn, nó không có bị xảy ra cái trường hợp là méo tiếng đấy. Nhưng mà cũng không khuyến khích các bác là chúng ta mở lớn quá này, nó không méo nhưng mà nó khả năng là nó cháy côn đấy. Cháy côn thì không được bảo hành nhá, đó là nói trước cho các bác biết đấy. Thì bác nào mà muốn tìm hiểu hơn về tại sao nó là bát Neo, nó là gì, tép Neo nó là gì, hoặc là từ Neo nó là thế nào, thì chúng ta sẽ lên mạng Google chúng ta tra cứu. Em chỉ nói ngắn gọn một chút về với nhà, em sẽ coi cái phần của màng loa. Thì như chúng ta thấy là cái màng loa của nó đây, màng giấy, màng giấy, trên màng giấy đều có số series của nó luôn. Đấy, số series. Màng xịn, chúng ta để ý là chúng ta để ý những cái dòng loa mà màng xịn đó, nó đều trên màng loa nó đều có số series, số series của màng luôn đấy, chứ không phải số series của bát loa đâu đấy. Nó làm cao cấp, chứ còn màng nhái thì nó không có đâu ạ. Ở phía trước đây chúng ta thấy rằng là cái dòng này thì là gân hai sóng đấy. Gân này gân hai sóng, gân này gân dầu, cái lớp dưỡng gân nó rất chi là sạch này, chúng ta thấy là rất chi là đẹp. Gần này rất chi là còn rất chi là tốt, mà không có hề chưa có độ nhão của gần, nên chúng ta thấy rất chi là ok. Màng loa thì rất chi là ok, màng nhám rất chi là độ nhám là vừa phải, như cái độ chúng ta sờ vào cái màng xịn của nó rất chi là nó rất chi là sướng, nó khác hẳn so với những cái màng thường chúng ta thường thấy đấy. Và đây là cái tép loa. Tép loa thì đây, trong cái tép loa thì nó đặc trưng một dòng cái heo này, nó luôn luôn là nó đối tượng bằng cái heo in ngay trên tép đây. Cái này là nó không phải in mà nó dập và nó khắc bằng CNC ngay trên đây. Và trên thùng loa cũng có các bác nhá, đây trên thùng loa nó cũng có đối tượng bằng cái heo này, đấy, chúng ta thấy đối tượng bằng cái heo nó này, nó khắc bằng CNC ở trên đây rất chi là đẹp. Nói chung là biểu tượng bằng cái heo là một trong những cái đây, bên này cũng có luôn các bác nhá, hai bên có cả, gọi là biểu tượng sự cao cấp của dòng CIF, tức là những cái loa cái heo. CIF thì nó có rất nhiều những cái model, nhưng mà tuy nhiên là những cái model xịn của nó là nó hình con cái heo, hay gọi là CIF cái heo. Chứ còn nếu như những cái mà model mà không cái heo thì nó rất chi là rẻ, nó rẻ hơn nhiều so với dòng model cái heo.
cho nên mà cái dòng cá heo thì nó luôn luôn là đắt, rất chi là đắt. Chúng ta biết cũng giống như là chúng ta thấy rằng là ba BMB BB thì nó có model nó rất rẻ, tầm 3 triệu 4 triệu, có những model nó tầm 5-60 triệu, nếu chúng ta là biết rồi đấy. Thì nó tùy theo cái model, và riêng cái loại mà cá heo thì là model cao cấp nhất của dòng xe đó. Chúng ta cứ tìm hiểu đi ạ. Còn tép lo này, tép này dùng là tép của BNC các bạn, BNC của Italia đây. Đây chúng ta thấy là tép BNC D250-8 đấy, BNC made in Italia. Thì tép BNC này là một trong những cái dòng tép còn khá là nổi tiếng ở trên thế giới của Ý luôn đấy. Cái dòng này thì chúng ta rất tép BNC chúng ta gặp rất nhiều trên những cái dòng loa karaoke hiện nay, rất nhiều hãng đặt mua đây, mua cái tép của hãng này. Và đây là tép xịn các bác nhá. Có những cái tép BNC thì cũng có những cái dòng loa hàng nhái, vì đây là cái độ nổi tiếng của BNC thì đều đã được rất nhiều các bác biết đến, và cũng rất nhiều các hãng mà nó đặt hàng mua của BNC. BNC có thể là cái nên tép loa bát loa phải khá là nổi tiếng mà rất dễ là gặp trên thị trường. Tuy nhiên là cũng số một số cái hàng Trung Quốc là nó gắn tem BNC vào để nó làm nhái. Tuy nhiên là đây là cái tép này là tép xịn của nó. Để chúng ta cụ thể chúng ta sẽ thấy là cái tem BNC này đây, BNC tem 7 màu này, nó có số series ở trên đây luôn, mà cái tem này tem 7 màu này, made in Italia. Đấy, tức là tép này là sản xuất tại Ý các bác nha, chứ không phải sản xuất tại Trung Quốc. Đấy là cái điều mà em muốn chia sẻ các bác. Tại vì là BNC này thì là nó sản xuất ra linh kiện và bát loa tép loa và nó cấp lại cho các hãng. Nhà máy thì sản xuất bát loa và tép loa này nó sản xuất đặt tại Italia luôn, chứ không phải là đặt tại Trung Quốc giống như một số hàng khác. Đấy, tép này là sản xuất tại Italia luôn. Đấy, BNC Italia. Đây, trên tép. Đấy, qua mà số series của hãng này. Và bây giờ nữa là cuối cùng là đến cái phần tần của nó. Phần tần thì khá giống phần tần của CIF cây heo các bác. Này chúng ta thấy rằng là thứ nhất là tem. Đấy, tem này. Đấy, tem CIF cây heo, tem. Những cái cuộn cảm. Phần tần của nó đây. Thứ nhất là trên phần tần thì nó đều có rất bố trí các cuộn cảm để mà nó lọc nhiễu và nó dập xung cho bát loa và tép loa. Chúng ta thấy là một cuộn của bát và hai cuộn của tép. Đây là chở sứ và tụ để phân lọc tần số. Ngoài ra sẽ có một cái con sò, con sò nằm ở đây cho cái tản nhiệt này. Nó có tác dụng là nó bảo vệ tép xả công suất khi mà bình thường là nó không hoạt động đâu, nhưng mà khi mà chập cháy hoặc quá tải thì nó sẽ xả công suất để nó bảo vệ tép. Thì phân tần nó đấy. Và phía sau chạm loa đây, chúng ta thấy chạm loa này, cái miếng này anh em nói là nó bằng nhôm luôn đấy, nó bằng nhôm nguyên một khối luôn đấy, nó cắt. Chúng ta thấy là cái dây điện của nó này, phải nói là xịn không, cực kỳ là xịn luôn, cao cấp là rất chi là xịn các bác nhá, xịn lắm ấy. Đấy, dây điện. Đây, chúng ta cứ ngắm lại cái phần tần của nó đấy. Và vừa rồi là em cũng đã giới thiệu chi tiết về cái con loa CIF, loa VKH cá heo nhá. Bây giờ bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với cửa hàng âm thanh Nam Tép ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhé.